văn hóa Phật giáo chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019. Những lời ca tiếng hát và những tiếng trống rộn rã để chào mừng chư tôn thiền đức Đại Tăng chúc cho Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 được thành công tốt đẹp. Hết rồi.
xin một tràng pháo tay thật là nồng nhiệt nhất để cảm ơn hội trống làng Thọ Ngãi, Thường Tín, thủ đô Hà Nội. Liên tục chương trình, chúng con kính thỉnh Đại Đức Thích Minh Đăng, Chánh Thư Ký Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam lên điều hành buổi lễ.